màu tím, rồi màu đỏ. Ồ, màu quá trời màu. Ồ, cũng lên tuyệt vời luôn. Hay quá, lung linh luôn. Đó, mọi người đã xem video nha. Nếu cần thi công tranh thì hãy liên hệ với xưởng tranh. Tranh này thì độ bền trên 10 năm, không bong chóc, không bay màu, nước lau chùi thoải mái. Ok, Merry Christmas mọi người nha.